Hello cả nhà. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn phần quan trọng nhất, có lẽ bạn nào cũng muốn làm chủ. Đó là chúng ta sẽ tích hợp thêm một hoặc nhiều vật liệu vào bộ VMPP này. Giả sử như các bạn có những bộ vật liệu sàn kết quá mà hay dùng, các bạn có thể tạo những từ mục sàn riêng cho mình. Sau này nếu như chúng ta dùng thì kéo ra và xử thôi, thế cho nó nhanh. Nào bây giờ chúng ta sẽ bật VMPP lên. Bên này thì mình khỏi bàn nhé, vì các bạn chỉ có thể sử dụng một thôi, không tích hợp ở bên này. Chúng ta sẽ chuyển qua phần tulip này, cách đơn giản nhất này. Giả sử ở đây mình đã có ngần này bộ rồi, mình muốn tích hợp thêm một vài em nữa vào thì mình làm thế nào? Mình sẽ làm như sau. Đây là mình ví dụ, có đâu các bạn sẽ có những thứ mà nó thiết thực, nó đúng hơn. Các bạn gõ dưới này, tạo cho bộ thư viện này một thư mục. Ví dụ như mình có 21 theo thứ tự thì cho nó ngay ngắn. Sàn VIP chẳng hạn. Các bạn cũng có thể gõ có dấu nhé. Mình xin phép có dấu chút cho nó ok. Sàn VIP. Đó, bạn bấm dấu cộng. Rồi xong sàn VIP. Ở trong sàn VIP thì có những loại sàn VIP gì? Ở trong này mình có thể là các bạn có thể đánh số thứ tự hoặc không tùy các bạn. Mình sẽ cho là sàn VIP Dũng Già đi. Ok, các bạn gõ tiếp, có thể hai ba thư mục gì đó thì tùy mình. Sàn VIP Dũng Già đẹp trai nghe cũng khá ổn, mình cộng vào. Vậy tạm thời mình cứ đưa hai loại này đi cho dễ. Vật liệu là mình lấy ở đâu? Lấy đơn giản là các bạn lấy ở phần các bạn tích hợp sẵn. Giả sử như có nghĩa là các bạn có bảng vật liệu sẵn rồi. Các bạn vật liệu mới quá, mình hơi bị mờ mờ. Ở đây nó đây. Giờ mình lấy ví dụ thôi. Các bạn có thể thực hành lại sau. Mình qua bảng này, giả sử mình lấy chỗ này đi. Vạch nền này. Mình add sync qua xem plot đi. Ok. Rồi các bạn vào phần sàn VIP của các bạn. Ở đây mình lấy ở đây gọi là cho nó nhanh thôi. Lấy ở phần gạch nền vừa nãy các bạn thấy không? Mình lấy cho nhanh thôi, mình khỏi mất công. Còn đâu cái các bạn cần học là cái thao tác và cái quy cách để chúng ta thêm như thế nào. Ví dụ các bạn có vật liệu có sẵn ở đây rồi. Đúng chưa? Ví dụ các bạn đã tạo rồi thì chúng ta cho vào đây kiểu gì? Ví dụ mình muốn cho mục sàn VIP này. Dũng Già chẳng hạn. Rồi thôi, cho vào sàn VIP Dũng Già đẹp trai đi. Các bạn chọn đúng thư mục cần cho này. Đó, nó đã. Chuột phải vào. Get material from active slot. Tức là nó sẽ lấy bên này. Quăng coin này cho bạn. Đó, nó có rồi. Nhưng có điều là không có hình review. Thế nó mới dở hơi. Cái này cũng chả quan trọng. Các bạn có thể review trực tiếp trên máy. Bây giờ các bạn muốn review thì chuột phải vào. Show review không có chắc chắn rồi. Các bạn có thể render review. Có 1, 2, 3, 3 cấp độ. Giả sử mình bấm Draft Quality này thì nó hỏi là có lưu cái screen này không, để nó sẽ load những cái screen riêng của VMPP lên để render review. Thì đương nhiên là cũng được, chả sao cả, mình cứ don't sell đi để các bạn thấy render review của gì. Chú ấy sẽ tự render review, các bạn chờ chút xíu thôi. Quá trình này render thì cũng khá nhanh. Nếu như các bạn không render, thứ nhất là chất lỏng, thứ hai là gương mặt kính, bởi vì hai cái thằng cha đấy nó rất là lâu mình thử rồi và mình đành phải sử dụng hình cũ cho các bạn coi, bởi vì một hình mà mất mấy chục phút thì mình cũng không dám bỏ ra số thời gian đấy mà render, bởi vì mình cũng không có nhiều thời gian xử lý mấy anh này. Còn đâu mình đang render demo các bạn một hình thôi, nếu như máy các bạn đủ mạnh thì có thể render cả một loạt luôn. Vừa rồi là mình chỉ các bạn render một hình thôi nhé, có nghĩa là một cái mét, một mét vật liệu. Rồi các bạn có nhiều map vật liệu các bạn render kiểu gì thì lát nữa thôi mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Các bạn chờ chút. Cái tab render này cũng gần xong rồi. Thì đây là chúng ta gọi là tích hợp thư viện từng vật liệu một. Nếu như các bạn tích hợp cả một list map, tức là chúng ta sẽ có rất nhiều map ở trong một list sẵn rồi, mình tích hợp kiểu gì thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn.
À, các bạn thấy không? Nó có hình review rồi, mình show lên. À, cũng khá to vật vã đấy chứ, cũng đẹp. Nhưng mà nếu như các bạn mà có 1.000 vật liệu hạn, các bạn muốn render một lượt thì làm sao? Thì chúng ta làm như sau. Giả sử đây mình có một này, bây giờ thêm một cái nữa đây, chơi tiếp cái nữa. Bây giờ mình bật cái M này lên, đổi tên nó một chút, kiếm cái chất lỏng thì không được, nó nặng lắm. Gỗ tổng hợp đi. Đó, chọn chỗ này. Đây mình add sinh qua. Đó, mình lại vào đây mình cho nó vào đây. Đó. Đó, đương nhiên đằng chuối cũng không có hình review. Bây giờ giả sử không phải là hai mà nó có khoảng 15 đối tượng dưới này, mình render review kiểu gì? Các bạn không thể bôi chọn hai đối tượng một lúc được. Và các bạn nếu bấm từng hình một thế này thì tội quá. Mình làm như sau, chuột phải chú này này. Render review. Nhưng mà các bạn không chọn các chế độ này và chơi custom screen để tự chú load lên chú ý xử một lần luôn. Mình có thể bấm vào cho bạn coi này. Ok. Done sale. Và giờ nó render cả hai đối tượng này. Nếu các bạn có nhiều hơn thì nó render hết một lượt, nhưng quá trình lâu hay nhanh do máy các bạn và do chất lượng hình và do tính chất của vật liệu. Nếu như các bạn chọn vật liệu gương kính hoặc chất lỏng thì mình khuyên đừng bao giờ. Nếu mà chọn kiểu đó thì các bạn chờ cả ngày không xong, dám chắc luôn. Mình đã thử và đã dính trưởng rồi, vì vậy không muốn các bạn vào vết xe đổ của mình. Các bạn chờ xíu nữa để xem chú sẽ render cả hai hình. Thì trên đây là cách chúng ta tích hợp vật liệu, từng vật liệu một. Còn đâu mình sẽ có những phương pháp khác để tích hợp nhiều vật liệu một lúc, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Còn đâu nếu như các bạn mà có nhiều vật liệu quá mà bảo anh Dũng già anh test giúp em hay là tích hợp dùm em hay là tích hợp cho các bạn dùng hạn, thì các bạn cũng có thể gửi cho mình một một cái file map vật liệu kèm những hình ảnh vật liệu. Không phải là hình ảnh vậy render mà là kèm map vật liệu thì đúng hơn, nhưng các bạn đặt tên map vật liệu làm sao cho nó thật ngầu vào, không đụng hàng với ai cả, để khi mình dán chung thư mục thì nó không bị trùng tên. Quá trình render cũng mình nghĩ là cũng khá lâu đấy. Hai vật liệu mà đã thế này rồi, các bạn hãy tưởng tượng mình đã render lại gần hết các cái thư mục vật liệu này sẽ lâu đến cỡ nào. Trong quá trình render là các bạn có thể nhấn phím ESC góc trái bên trên bàn phím để scan cái quá trình này ra nếu như các bạn muốn. Đấy là nếu như mà các bạn muốn scan cái quá trình này ra, có nghĩa là mình sẽ không render nữa, không review nữa, thì đó là cái phím nhanh nhất. Còn đó, cách nhanh nhất thứ hai nữa là các bạn sẽ chuột phải vào đây, Task Manager, thấy ông Body Mask nào, bấm vào cái N luôn. Tại sao mình hướng dẫn các bạn cách làm này? Bởi vì nếu như các bạn đã chót rồi, ở đây có khoảng vài trăm vật liệu, bạn bấm một phát một thì nó treo máy, nó không tắt được. Thì cái này đây là cách chúng ta tắt nhanh nhất, các bạn chú ý nha. Bởi vì một vài bạn tò mò thế là máy mình nó cỡ nào mà không render được vật liệu như vậy, thì có thể nó sẽ treo máy và chúng ta sẽ tắt một cách này là ok. Rồi, nó vừa render lại được một tấm rồi, bắt đầu nó render is made tấm thứ hai. Rồi cũng khá nhanh thôi. Đây có hai cái à. Còn nó nếu nhiều vật liệu hơn thì đợt trước mình có cắm liền mấy tiếng để render được một thư mục rồi đấy, cũng khá là lâu. Rồi render gần xong rồi, mình nghĩ được 2 phần 3 của map thứ hai rồi. Nhưng các bạn hết sức chú ý nha, nếu mà không cẩn thận là nó treo máy đấy. Ở render thế này khá nặng, mình nghĩ là như thế. Để video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta tích hợp một lít vật liệu vào thì sẽ hợp lý hơn. Mà nói chung cái gì cũng có giá của nó, quá trình mà tích hợp thì cũng khá là gian truân.
mình làm từ đầu tới cuối này mình biết nó dần chân cỡ nào. Rồi bạn thấy không, nó đã review được cả hai đối tượng này. Rồi bây giờ nếu bạn muốn xóa đối tượng đi thì delete, rồi rename, rồi di chuyển vào một vị trí nào đó ở trong này, ví dụ bấm mua catalog này. Ở đây chú lại không có cái catalog, à cái này không mua ra ngoài được, nó chỉ trên trên dưới dưới thôi, cái này lại là một hạn chế rồi. Ồ, hạn chế quá, nó không có chạy lên trên chạy xuống dưới ở những thư mục này, scan ra ngoài. Mình đã có những cái thư mục map clip này rồi, thì trên đây là cách chúng ta tích hợp cái map, từng cái map một. Cách tích hợp này gọi là cách tích hợp classic, nó rất thủ công và rất lâu. Ở video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp một list vật liệu các bạn hay dùng vào thì nó sẽ ok hơn. Bây giờ mình tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở video sau.